Xin chào anh em, thì chúng ta đã không có thì nhiều cả tập làm quen với cái việc thuyết trình trước mọi người rồi đúng không? Tuy nhiên thì không phải ai cũng biết được những cái kỹ năng khi mà thuyết trình, trong đó bao gồm là dáng đứng và dáng tay thì chúng ta thuyết trình. Rồi thì hôm nay Tú sẽ chia sẻ cho mọi người cái dáng đứng và dáng tay của chúng ta như thế nào khi chúng ta thuyết trình trước đám đông nha. Rồi thứ nhất, các bạn nhớ giùm mình là hai chân của chúng ta sẽ đứng lọt bằng vai như thế này. Rồi, chân thẳng, lưng của chúng ta không sẽ phải thẳng. Hai chân cách nhau khoảng từ 25 đến 30cm và tạo thành chữ V. Rồi, mắt hướng về phía khán giả. Thì khi mà thuyết trình đó, mắt của chúng ta sẽ hướng về phía khán giả như thế này. Đó, mắt của chúng ta đi như thế nào thì mình đã giải cho mọi người vào cái buổi trước rồi. Mọi người nhớ ôn tập lại nha. Rồi, nếu mà bài thuyết trình của chúng ta không có dùng bao bon á, thì tay chúng ta nên cầm một mẫu giấy nhỏ hoặc cái tờ bút, cái cây bút hoặc cái đạo cụ nào đó, đừng có để tay không gì, tay của chúng ta sẽ rất là chống chảy và lúc đó thì chúng ta sẽ rất là bối rối, không biết làm như thế nào để xử lý hai tay của mình. Rồi đối với những bạn mà mới thì chúng ta nên cầm những mẫu giấy nhỏ như thế này. Rồi chúng ta gấp thành gỗ A5 hoặc A7 nha. Rồi đó, có thể là như thế này, một cái mẫu giấy nhỏ như vậy thôi, còn là gấp nhỏ lại nữa thì càng tốt. Thì cái mẫu giấy này thì có gì ạ? Thế thì chúng ta sẽ tóm gọn lại cái bài nói của mình bằng cái keyword, thì khi đó chúng ta sẽ tự tin hơn đúng không? Ví dụ như là chúng ta có lỡ quên thì chúng ta sẽ nhìn vào tờ giấy này, thì trong tờ giấy sẽ có keyword, những cái ý chính của cái bài của mình đó, thì mình có thể sẽ nhớ lại bài của mình và nói với mọi người. Rồi thứ hai là chân cái tay, thì mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Thì một tay của chúng ta sẽ cầm vào góc dưới của tờ giấy, rồi tay còn lại đỡ cái mặt sau như thế này, hai tay để tầm ngang bụng khoảng 10cm. Tay dùng để chia sẻ thì bằng cách khi mà chúng ta dùng để chia sẻ thì tay của chúng ta sẽ đưa từ trong ra ngoài, từ dưới lên trên như thế này đó, hoặc là từ trong ra ngoài. Rồi tay mà dùng để liệt kê á, thì nếu là hai tay á, thì dùng cả hai bàn tay, nếu là hai, ví dụ như số 2 mình liệt kê là the first one, the second one, hoặc là nếu mà trên 2 á, thì mình là the first, the second, the third. Rồi không các bạn. Rồi cái thứ tư tức là khi mà dùng để tay mà dùng để khẳng định vấn đề thì chúng ta hãy giật mạnh xuống, ví dụ như là I want to say that đó, thì mình muốn khẳng định một vấn đề thì mình phải giật mạnh xuống như thế này để được khẳng định một vấn đề. Rồi cái thứ năm là tay dùng để tương tác với khán giả khi mà đặt câu hỏi á, thì khi mà chúng ta đặt câu hỏi và tương tác với khán giả thì chúng ta tránh không nên chỉ và không dùng ngón tay để chỉ vào khán giả, ví dụ như là Tâm please, Tú please. Mình không phải là như vậy được, mà mình hãy đưa một cái bàn tay như thế này, Tâm please, Tú please, như vậy nha các bạn. Rồi, cái tiếp theo là tay dùng để phủ định. Thì nếu mà bình thường á, nếu mà phủ định mà một cách nhẹ nhàng thì mình có thể dùng một tay như thế này, No I don't think so đó. Nhưng mà nếu mà mình phủ định một cái gì đó gay gắt á, thì mình dùng có hai tay, No I don't think so, được không ạ? Rồi tiếp theo là tay sẽ tương tác theo cảm xúc và nội dung, ví dụ như là mình cứ nói khi mà mình nói là and this is the second part of my presentation đó, thì khi mà mình nhấn cái giọng mình lên và tay của mình đặt một phát như vậy thì mình sẽ tạo cái sự chú ý cho người nghe, khi mà nếu mà người nghe mà mất tập trung á đó. Rồi tiếp theo là sau khi tương tác xong á thì tay của chúng ta nên tất cả nên trở về tư thế cơ bản. Tư thế cơ bản là sao ạ? Đúng rồi, là tay sẽ đỡ như thế này đó, và đỡ cách bụng 10cm, được chưa? Đỡ tầm ngang bụng 10cm. Rồi mà các bạn lưu ý mình á, nếu mà khi mà chúng ta mà đang thuyết trình á, mà nếu mà chúng ta ví dụ như là mình đi đang thuyết trình với những người bạn bè trang lứa của mình á, bằng tuổi với nhau, cùng giai cấp với nhau á, thì chúng ta nên chấp tay lại như vậy đó. Còn nếu mà mình đang thuyết trình mà khán giả của mình
Còn nếu mà thuyết trình mà khán giả của mình thấp địa vị hơn mình, nhỏ tuổi hơn mình, thì mình có thể để tay mình có thể để mình chọn thế này đó. Thì tất cả những gì mình nói trên đó chính là mình đang chia sẻ những dáng đứng cũng như dáng tay cho mình thuyết trình. Thì hy vọng là các bạn sẽ lưu ý và áp dụng nó trong khi mà mình thuyết trình nha. Rồi, cảm ơn các bạn.